anh à? Ừ, thế nào anh? Lần này rực rỡ nhỉ? Có ít đồ lên mang lên đây giao lưu với anh em. Chở kiểu gì ra cây đấy? Vui rồi, làm cái xe ba gác. Hay quá. Ừ. Thằng tí nhỉ? Chỗ này VIP đấy. Tắt cái cây. Túc đây. Đà đấy, đà bút sỏ đấy. Sao? Ờ, đa chết nhầm, tưởng túc. Đa đấy. Đa. Đa. Đa bút đỏ, lá như lá nhựa. Về bao tiền anh? Con này 4,5 triệu. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Ngày xưa mình có một cây nhưng mà lên được. Thế tiền quay của anh con gì ấy? À, găng này hay gì? Găng tu hú. Găng. À, găng hay đấy nhỉ, có cái biếu hay đấy nhỉ. Quái. À. Đấy, cái đấy bao tiền? Cái này bây giờ là 3,5 triệu. 3,5 triệu, ừ, hợp lý đấy. Trồng mấy trăm nghìn. Trồng đẹp, cây đẹp, phần trồng. Được, găng tu hú. Găng như này là một cái ai cũng phải xem. Dễ ra. Quái kỹ anh. Rồi, xoay xoay vào lên. Rồi, ok. Hay quá. Chậu chiếc sạch sẽ rồi. Ok rồi. Đấy, đây này. Đấy. Nói chung là vật chơi thôi. Chỉ đây vật này chơi thôi. Sách đi chơi thôi. Ok đấy. Này là nó có hoa, có hoa đấy, hoa vàng đẹp. Đây, đa đây. Đa lá nhựa đấy. Vậy xong. Cái mặt sau cái. Rồi. Mạnh bonsai đấy. Mạnh bonsai đấy. Cái gì đây? Cây này á. Cây này thì cây rừng khai thác là chưa biết tên. Chưa biết tên. Nhìn như giống nhìn giống cái chè nhỉ. Đây là cây nho vàng. Cây gì nhỉ? Nho vàng. À. Nho vàng. Nho vàng. Nho nho. Nho nho. Vàng còn. Có hoa có quả gì không? À, kìa. Có tác dụng gì không? Chả gì hết. Nếu mà ông trồng một rừng, đây là con chè rừng. Chè rừng. Chè rừng à? Chè rừng đấy. Cái đéo gì? Nói ba năm thì khổ. Chè rừng. À thế à, có uống được không? Có ăn hay uống gì được không? Mà cũng lá ngon. À lại lên đường à? Uống cái này lại lên đường. Thế là bao nhiêu tiền? Này ông nào mua thì cũng là có tí máu lạ. Đâu thì còn cây nào của anh nữa? Anh Toàn anh chạy có đâu nhỉ? Kệ thôi. Cây chuối. Sau hỏi sau. Chuối. Lỗ hổng thời gian đây. À lỗ hổng thời gian này. Tưởng lỗ hổng bảo mật gì. Sân bay. À. Đấy, nhìn này. Nhìn kiểu như là đĩa bay ấy nhỉ? Đĩa bay ấy nhỉ? Đấy, đỗ trực thăng ở đấy được. Đấy. Hay đấy nhỉ? Dị dạng đấy. Mịn tít rồi. Thì xoay cho em cái vòng dưới này nó như nào? Đấy, cái này bao tiền? Cái này báo giá là 5 triệu À, 5 triệu. Hay quá. Kiểu như là một rồi, như kiểu là tiên, hạm ấy. Tiên cảnh. Sân bay. Sân bay đấy. Đấy. Sân bay nhưng mà giữa rừng. Hay quá. Ok rồi đây. Độc đáo đấy, 5 triệu. Cây cả cây hôm hôm mai rồi. Bao tiền đây? Đấy bao tiền? Cây này bây giờ báo giá chuẩn là 2,2 triệu. 2,2 triệu. 2,2 triệu. Được. Sắp tới với em theo nghề ở đây. Đấy, ừ. Hay quá. Nay vì thế mình mang mấy cây ra đây để 2,2 triệu. Đấy, mạnh bonsai đấy. Ok nhá. Đúng rồi, cứ đọc số đi, còn số của anh liên hệ 0978 0978 33 3829 mạnh bonsai. Cái đơn. Cái này bao nhiêu anh? Cái đơn này giao lưu 1,5 triệu. 1,5 triệu. À, cái nguyệt quế thì sao?
Nguyên Quế này phần chậm đẹp ấy, 1.2 triệu. 1.2 triệu. Thân quái. Quái đấy. Đăng hoa, chuẩn bị hoa. Hay quá. Rất nghệ thuật. Ok đấy. Rồi. Đơn hồng phấn. Đơn hồng phấn, hoa rất là đẹp. Ok rồi, đây cái cục này. Cục này là cục xanh. Em sao mấy tiền? Bao tiền anh? Cục này bây giờ chuẩn giá là 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu cho một vệ xanh. Chất liệu xanh quê. Xanh quê. Ok đấy. Ổi, ổi kia thì bao nhiêu? Cái ổi báo giá là 650k. Vâng. Cho một cây ổi đáng bản phong. 650k. Bán cả chậu hay sao đây? 650k. 650k trong cây ổi bản phong. Đẹp hai thân liền nhá. Ok. Hai thân liền. Rồi. Ủa mốc đi rồi. Ok ok. Quê bà. Ok đấy. Để sang ngay tí. Đấy, dụng cụ bonsai. Ông có cái gì đặc biệt đây? Chân châu này. Châu này bao nhiêu? Đây là 1.5 triệu. 1.5 triệu. Nói giá bán thì không phải thấp. Nay ông có vẻ hết. Nay ông có vẻ bán hết rồi sao? Bán hết rồi, bán được mấy cây. Hay quá. Bán cây môn hơn 1 triệu. Có lãi là bán. Quay nhanh. Về thì còn vào cái mới. Trên này là của này 3 triệu. 3 triệu. À. Đỏ chót đây. Yêu này này. À thế à? Báo giá rồi. Cây của ai cứ để trên xe là được. Đây. Cây của tôi đấy. Cây đẹp quá. Được không em? Báo giá rồi. Cho sờ tí nhá. Vâng. Ờ. Đang sờ cho này cho nó đắt hàng. Sờ quá. Đấy cây của ông Hưởng này. Ông Hưởng này. Ông Hưởng này bán bao nhiêu nhỉ? Hả? Ông Hưởng này bán bao nhiêu nhỉ? Thế này á, đúng 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Đấy. Tí nữa thì nhập. Xì lá đỏ chót luôn. Tí nữa thì nhập. Đỏ chót luôn đấy. Đỏ như đeo em mới. Đây này, nhìn này, đeo cả vòng vàng. Đỏ như em mới. Báo giá bán, thấy chưa? Đẹp quá. Đúng 1 triệu rưỡi. Cây nào ai đấy, đấy. Nay ông có thể mang ít cây thế. Đây, một loạt đây. À, ôi. Thì này mới là thi nữa. Cách trẻ 2.8 đấy là Nguyên Quế. Thi. À, Nguyên Quế. Đấy, hoa nó còn gì. Kinh đấy. Thi đến 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Nó gọi là rừng si. Đi điểm đấy anh đẹp. Lấy thôi. Lấy thôi đẹp đấy em, lấy đi yêu cho anh. Múc đi. Anh vừa lấy cái ở vừa, à của anh đấy à? Của anh Dũng Sinh à? Đúng rồi. Có tiền đấy. 5 triệu nhỉ. Em có gì đấy. Bắt lấy bao nhiêu tiền thôi anh? Cũng nhiều. Tiền cũng nhiều. Được buôn thế mà. Đúng rồi, rảnh cũng được. Anh quay đi. Cái này bao nhiêu đây ông? 4 triệu. 4 triệu. 33 xanh Nam Điền mịn hết rồi. 33 xanh Nam Điền. Chơi thôi. Chỉ được chơi thôi. Đấy. Với cắt lá. Rồi. Đẹp quá. Thế cái này. Cái đấy 2 triệu rưỡi em ạ. 2 triệu rưỡi. Cái loạt hôm trước thì như lên đường hết rồi sao anh nhỉ? Xanh Nam Điền. Vâng. Trước lên đường hết rồi. Đấy. Bán thế. Hay quá. Ok cảm ơn ông. Cái cây này thì sao? Có phải của ông không? Trước rồi. Ừ. Đẹp. Đấy. Đẹp đấy. Trước sẵn tắp tắp. Độc trụ kình thiên. Ừ. Độc trụ kình thiên. Đây này. Đấy. Nằm chậu lâu rồi đấy. Rồi cảm ơn ông nhá, để sang
phục vụ bố già này cái. Đấy. Để tướng đi uống trước bán rồi đúng không? Ông bán rồi chết nhỉ. Bán rẻ em thì ăn tân thì còn lấy được thì. À đây à. Đấy. Xi này bao nhiêu tiền đấy ông? 2 triệu. Chú toàn cái ít tiền. Hôm trước mang nhiều, nay mang lại mang ít. Mang chở 5 cây. Thì chở thêm như sao này chủ nhật bà con đi nắng. Ui. Chưa là đông đấy. Sung sung thì bao nhiêu tiền đâu? Sung 2 triệu. Vườn có cây nào mới không? Có. Có cây nào mà nó đặc biệt tí không? Hả? Có cây nào đặc biệt tí không? Để kiểm soát lại đó. Vào để bế. Cái này là cái gì đấy ạ? Cái sam. Linh sam này. Đấy. Không, sam này không phải sam ấy, sam Sông Vinh. Không phải sam 68. Sam nó dí nó hạt gạo nó khác chứ. Nhiều loại lắm. Nhiều loại lắm. Sam hoa to bằng này này, sam là dí thì nhiệt gạo bé, hoa lâm tấm bé nhỉ. Cái này là bao tiền hả bác? Đây 3 triệu. 3 triệu. Sam này hoa to bằng này đẹp nhỉ. Cái mua cái sam là dí hoa như tấm gạo nó nhấp cái mùm đi. Hoa trộn lẫn với lá. Cái này hoa to chị. Hoa này tím đẹp. Hoa to nhỉ. Cái thoải mái này. Cái hoa nó to chị. 3 triệu. Cái gốm nhạ. Đẹp quá. Khách khỏi chơi. Đấy. Đây thì sao? Cái này bao tiền? Cái 2 triệu. 2 triệu. Ô tiền ơi. Dạ. Cái gì? À cái xi gì? Xi để nhà bên gì? Để cái chỗ sụp rồi đẹp lắm rồi. Cắt cây cành rồi. Cái cây ở bên nhà bên hay là? Cây ở nhà nhỏ bên trong này. À có một mình của nó ở trên mái thì. Đẹp lắm rồi. Chết dở đấy. Đây ra chợ thì tắt đường rồi. Đẹp là mệt rồi. Đẹp, rồi. Đẹp là mệt lắm. Nghiện là dở rồi. Đây cây để phần cháu đấy. Phần được. Đây phần... nếu mà xuất thị trường phải 2.922 thì bán. Được. Để phần là được. À, bán ok cái ông nhá. Cảm ơn ông để phần nhá. Nhớ để phần đấy. Phần nhá. Ok. Ta. Chơi đi cả năm một cặp. Tôi thì mình để sang năm mình đi ngày gặp. Rồi ok. Được rồi.